Thành phố Hồ Chí Minh 3 tuần liên tiếp là vùng xanh, còn một huyện vùng vàng. Thủ phủ Đào Nhật Tân điều hưu dù Tết đã rất gần. Vụ phun trào núi lửa ở Tôn Gà lớn đến mức nào? Thẩm ván Hoa Kỳ chặn chỉ thị tiêm chủng Covid của Tổng thống Biden đối với nhân viên liên bang. Hoa Kỳ phản đối kế hoạch củng cố tổ chức y tế thế giới. Các nhà hoạt động chống phá thai tuần hành ở Washington hy vọng đây là lần cuối cùng dưới thời án lệ Roe kiện Wade. Khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc ngày càng gia tăng, thách thức kế hoạch thịnh vượng chung của ông Tập. Ba doanh nghiệp quân đội Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì hoạt động phổ biến vũ khí tên lửa. Vệ tinh Trung Quốc chụp những bức ảnh có độ phân giải cao về Đài Bắc. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Tiếp theo là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp tối ngày 22 tháng 1 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh 3 tuần liên tiếp là vùng xanh, còn một huyện vùng vàng. Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố cấp độ dịch tại địa phương. Theo đó, ở cấp quận huyện, 21 trên 22 địa phương đạt cấp độ 1 là vùng xanh. Địa phương duy nhất ở cấp độ 2 vùng vàng là huyện Nhà Bè. Như vậy, tuần qua, quận 1 và huyện Cần Giờ giảm cấp độ dịch cấp 2 xuống cấp 1 và không có địa phương nào tăng cấp độ dịch. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới tuần qua giảm 1.320 ca so với tuần trước đó, từ 3.122 ca xuống 1.802 ca. Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân tuần này là 27. Đến hết ngày 21 tháng 1, 100% người trên 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. 88,37% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Sau 2 ngày, kể từ khi công bố 3 ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện thêm ca nhiễm Omicron. Tính đến ngày 20 tháng 1, thành phố ghi nhận tổng cộng 68 ca nhiễm Omicron, trong đó có 65 ca nhập cảnh và 3 ca cộng đồng. Qua truy vết, ngành y tế thành phố ghi nhận 11 người liên quan 3 ca Omicron, trong đó có 3 người đã xét nghiệm dương tính và đang chờ kết quả giải mã gen để xác định chủng virus. Ngày 22 tháng 1, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một cơ sở sử dụng hóa chất để chế biến hàng tấn ngó sen đưa ra thị trường tiêu thụ. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh ngó sen của ông Nguyễn Bá Thinh 49 tuổi trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tại thời điểm kiểm tra, nơi đây có 13 công nhân đang đổ ngó sen trên nền xi măng để chế biến. Trong cơ sở còn có hơn 20 thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất. Qua kiểm tra, Số ngó sen ngâm hóa chất có trọng lượng khoảng 8 tấn cùng nhiều can nhựa không nhãn mát. Bên trong can nhựa có chứa hóa chất dạng lỏng. Ngoài ra, công an còn phát hiện trong cơ sở có nhiều bao hóa chất dạng bột và đây là loại hóa chất không được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Qua làm việc, bà Yến vợ ông Thinh cho biết việc ngâm ngó sen với hóa chất dùng để tẩy trắng đẹp nhằm thu hút người mua. Hàng ngày cơ sở này cung cấp ra thị trường vài tấn ngó sen, trong đó chủ yếu phân phối cho các tiểu thương tại chợ Hóc Môn và chợ Thủ Đức. Thưa quý vị, do thời tiết mưa kéo dài trong những ngày qua, nên dù cuối tuần, thủ phủ đào Nhật Tân của Hà Nội vẫn điều hưu vắng lặng. Người trồng đào mỏi mắt chờ khách xem hoa. Sáng 22 tháng 1, tức 20 tháng Chạp, số lượng đào tại các vườn vẫn còn rất nhiều. Nhiều hộ trồng đào cho biết đa phần chỉ mới bán được 30%. Lượng khách đến tham quan mua sắm cũng giảm nhiều so với những năm trước. Dù không có khách nhưng vẫn phải ngồi trông, nhớ đâu khách đến còn bán. Tình hình năm nay kém lắm nhưng cũng phải chấp nhận chứ không biết làm sao. Nhà tôi bán được khoảng 40% vừa rồi nhưng bán rẻ. Khả năng năm nay sẽ còn nhiều đào chứ không thể bán hết được, cả năm coi như không công. Chủ vườn Hùng Loan cho biết. Năm nay thương lái từ các tỉnh không mua nhiều, chủ yếu chọn lấy canh đẹp chứ không bao thầu cả vườn như mọi năm. Ảnh hưởng của dịch bệnh kết hợp với thời tiết mưa phùn kéo dài những ngày qua khiến thủ phủ đào Nhật Tân càng thêm vắng vẻ. Hiện tại, giá hoa đào tại vườn được bán theo nhiều mức khác nhau tùy vào kích thước độ đẹp của hoa, nhưng nhìn chung đều rẻ hơn năm 2021. Giá đào cành tròn dao động từ 50 đến 500 000 đồng trên một cành. Đào huyền có giá từ 500 đến 2 triệu đồng trên một cành. Giá đào thế cũng sụt giảm khoảng 20%. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Tonga quốc đảo Thái Bình Dương cách New Zealand khoảng 2.000 km đã hứng chịu trận sóng thần kinh hoàng ngay sau khi núi lửa Hunga Tonga Hunga Haapai phun trào hôm 15 tháng 1, vụ phun trào núi lửa này được ví là sự kiện nghìn năm có một ở Tonga, với sức nổ tương đương 666 quả bom nguyên tử. Vụ phun trào bùng nổ của núi lửa ở Tonga có thể là một trong những vụ phun trào lớn nhất được ghi lại một cách chi tiết. Vụ nổ có thể nhìn thấy từ không gian với những hình ảnh về chùm cho bụi khổng lồ tiếp tục lan tỏa trong những ngày tiếp theo. Nhưng nó lớn đến mức nào? Sau đây, một số thông tin về vụ việc. Núi lửa dưới nước phun trào với một tiếng nổ chói tai vào ngày 15 tháng 1, gây ra sóng thần chết người, bao phủ các hòn đảo trong trò bụi và làm mất liên lạc của 105.000 người ở Tonga. Sự kiện này đã được các vệ tinh bao gồm vệ tinh Noah Gold Quest ghi lại chi tiết một cách đáng kinh ngạc. Việc chia nhỏ các giai đoạn của vụ phun trào thành các khoảng thời gian sẽ giúp chúng ta lập biểu đồ sự mở rộng của một khối vật chất khổng lồ mà nhà núi lửa học gọi là một đám mây hình cái ô. Vào khoảng thời điểm bắt đầu vụ phun trào, một đám mây rộng 38 km bất thình lình lao vào bầu khí quyển, sau đó đường kính của nó đã gần gấp đôi chiều dài của Manhattan của New York. Và sau một giờ, tán ô đã rộng 650 km, bao gồm cả sóng xung kích xung quanh rìa của nó. Quy mô của đám mây ô này có thể so sánh với vụ phun trào núi lửa Pinatubo năm 1991 ở Philippines và là một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong kỷ nguyên vệ tinh. Theo nhà nghiên cứu núi lửa Simon Carr của Đại học Kỹ thuật Michigan, trong một bài đăng trên blog của NASA, Việc đo kích thước thực tế của vụ phun trào là rất khó khăn khi đo lường nó ở một vùng xa xôi như vậy của Nam Thái Bình Dương. Ở đây, các nhà nghiên cứu đã lấy đám mây vật chất núi lửa và đặt nó trên các vùng biển và đường bờ biển nổi tiếng để có được cảm giác chân thực về mức độ lớn của vụ phun trào. Với đường kính 650 km, đám mây cho bụi sẽ che kín hầu hết Vương quốc Anh và bờ biển phía đông của Ireland. Nó có kích thước gần như tương đương với lục địa Tây Ban Nha. Khi so sánh với các vùng của Hoa Kỳ, nó sẽ bao phủ một phần lớn của Florida hoặc một phần của California từ San Francisco đến Los Angeles. Nếu chúng ta so sánh quy mô của vụ phun trào với Đông Nam Á, nó sẽ bao phủ Campuchia và một phần của Lào, Việt Nam và Thái Lan, hoặc che khuất gần như toàn bộ Triều Tiên và Hàn Quốc. Nếu chúng ta đặt quy mô của vụ phun trào trên núi Sinai của Ai Cập, nó sẽ bao trùm Iran, tràn sang Jordan và biển Địa Trung Hải. Nó cũng đủ lớn để che khuất vùng sừng châu Phi. Các nhà khoa học vẫn đang xác định chỉ số nổ núi lửa VI của vụ phun trào núi lửa ở Tonga. Chỉ số VI là một thước đo có thang điểm từ 1 đến 8 để đánh giá mức độ mạnh của các vụ phun trào. Vụ phun trào núi lửa Pinatubo ở Philippines đạt điểm 6 trên thang chỉ số VI. Trong khi đó, dữ liệu sơ bộ về vụ phun trào ở Tonga cho thấy cột khí và cho bụi cao ít nhất 20 km, Ramon Cast, nhà núi lửa học tại Đại học Monash ở Australia cho biết. Một thẩm phán ở Texas đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Joe Biden không thể yêu cầu nhân viên liên bang tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, phán quyết này đồng thời đã chặn chính phủ Hoa Kỳ kỷ luật những nhân viên không tuân thủ. Đây là một vật cản mới nhất đối với nỗ lực của tòa Bạch Ốc trong việc yêu cầu các nhóm công nhân Mỹ khác nhau đi tiêm chủng. Ông Biden đã ban hành lệnh yêu cầu khoảng 3,5 triệu công nhân chính phủ phải tiêm phòng trước ngày 22 tháng 11 năm ngoái, trừ lý do về tôn giáo hoặc y tế nếu không các lao động sẽ phải đối mặt với kỷ luật hoặc sa thải. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Jeffrey Brow cho biết, câu hỏi là liệu ông Biden có thể yêu cầu hàng triệu nhân viên liên bang trải qua một thủ tục y tế như một điều kiện làm việc của họ. Điều đó theo tình trạng pháp luật hiện hành, như vừa được tòa án tối cao nói rõ là một mục tiêu quá tham vọng. Ông Brow có trụ sở tại Galveston và là người được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Ông cho biết chính phủ có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng các biện pháp ít xâm lấn hơn chẳng hạn như là khẩu trang và khoảng cách xã hội. Phán quyết của thẩm phán Brown là phán quyết mới nhất cho một loạt quyết định của tòa án đi ngược các yêu cầu về vaccine của chính phủ. Tòa Bạch Ốc cho biết hơn 93% nhân viên liên bang đã được tiêm chủng ít nhất một lần và 98% đã được chủng ngừa hoặc đang xin miễn trừ với lý do tôn giáo hoặc y tế. Trước phán quyết của thẩm phán, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, chúng tôi tự tin vào thẩm quyền hợp pháp của mình Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết. Hãng Reuters ngày 21 tháng 1 dẫn các nguồn tin cho biết, Hoa Kỳ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới đang từ chối các đề xuất làm cho cơ quan này độc lập hơn. Sự từ chối của Hoa Kỳ đã làm dấy lên những nghi ngờ về sự hỗ trợ lâu dài của chính quyền Biden đối với một số cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc độc lại. Sự từ chối của Hoa Kỳ đã làm dấy lên những nghi ngờ về sự hỗ trợ lâu dài của chính quyền Biden đối với một cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc Đề xuất do nhóm công tác của WHO về tài chính bền vững đưa ra sẽ tăng mức đóng góp của mỗi quốc gia thành viên, theo một tài liệu của WHO được công bố trực tuyến vào ngày 4 tháng 1. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã phản đối kế hoạch đề xuất này. Một quan chức Mỹ cho biết, chính phủ phản đối cuộc cải cách do lo ngại về khả năng của WHO trong việc đối đầu với các mối đe dọa trong tương lai, bao gồm cả Trung Quốc. Đề xuất kêu gọi vốn đóng góp bắt buộc của các quốc gia thành viên tăng dần từ năm 2024, để họ có thể chiếm một nửa ngân sách cốt lõi 2 tỷ đô la của tổ chức y tế thế giới vào năm 2028. So với mức dưới 20% như hiện nay, ngân sách cốt lõi của WHO là nhằm chống lại đại dịch và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Nó cũng tăng thêm 1 tỷ đô la mỗi năm để giải quyết những thách thức toàn cầu, cụ thể như các bệnh nhiệt đới và bệnh cúm. Những người ủng hộ đề xuất nói rằng, sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ tự nguyện hiện nay từ các quốc gia thành viên và từ các tổ chức từ thiện như Quỹ Bill và Melinda Gates buộc WHO phải tập trung vào các ưu tiên do nhà tài trợ đặt ra và khiến tổ chức này có ít khả năng chỉ trích các thành viên khi mọi việc diễn ra không như ý. Một hội đồng độc lập về đại dịch được chỉ định để cố vấn về cải cách WHO đã kêu gọi tăng nhiều hơn các khoản phí bắt buộc lên 75% cho ngân sách cốt lõi. Họ coi hệ thống hiện tại là rủi ro lớn đối với tính toàn vẹn và độc lập của WHO. Các nhà tài trợ hàng đầu thuộc Liên minh châu Âu bao gồm cả Đức ủng hộ kế hoạch cùng với hầu hết các quốc gia châu Phi Nam Á, Nam Mỹ và Ả Rập. Đề xuất sẽ được thảo luận tại cuộc họp ban điều hành của WHO vào tuần tới. Chính quyền cựu tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi WHO sau khi cáo buộc tổ chức này bảo vệ sự chậm trễ ban đầu của Trung Quốc trong việc chia sẻ thông tin khi COVID-19 xuất hiện vào năm 2019. Chính quyền tổng thống Biden đã sớm tham gia trở lại sau khi ông Biden nhậm chức, nhưng các quan chức cho biết họ nghĩ rằng WHO cần cải thiện đáng kể. Đồng thời, nêu lên lo ngại về các vấn đề như quản trị cấu trúc và khả năng đối đầu với các mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Các nước lớn khác, bao gồm Nhật Bản và Brazil, cũng do dự về đề xuất của WHO. Trung Quốc chưa thể hiện rõ lập trường của mình về đề xuất này. Thưa quý vị, hàng chục nghìn người ủng hộ chống phá thai đã tập trung tại Washington vào thứ Sáu trong cuộc tuần hành tuần hành vì sự sống hàng năm. Tâm trạng của họ được thúc đẩy bởi khả năng tòa án tối cao Hoa Kỳ có thể sớm sửa đổi phán quyết Roe v. Wade. Phán quyết đã hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn nước Mỹ. Bất chấp nhiệt độ đóng băng, các nhà hoạt động đã tập hợp trên quảng trường quốc gia và mang theo những tấm biểu ngữ có nội dung Tôi là thế hệ hậu râu và tương lai là chống phá thai. Cuộc tuần hành của họ đánh dấu kỷ niệm 49 năm của án lệ Kiện Quyết. Những người tham dự đều là quan rằng đây sẽ là cuộc tuần hành cuối cùng trước khi lật đổ phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 1973. Phán quyết đó quy định quyền của phụ nữ được chấm dứt thai kỳ trước khi thai nhi được khoảng 24 tuần. Cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra hàng năm, kể từ năm 1973, Tức từ khi luật án tối cao ra quyết định hợp thức hóa quyền phá thai. Rachel Young, 19 tuổi, sinh viên của một trường công giáo La Mã ở bang Ohio, đi cùng các bạn trên những chiếc xe buýt chở sinh viên trong chuyến đi 5 giờ đến Washington. Young nói, đây là lần thứ ba cô tham dự cuộc tuần hành, nhưng đây là một dịp thú vị độc nhất vô nhị vì tòa án tối cao gần như có thể sắp đạt được mục đích lật ngược phán quyết Roe. Cô nói, tôi thậm chí không thể tin được, tôi rất biết ơn Chúa vì đã mang chúng tôi đến đây và chúng tôi đang ở rất rất gần ngoài ra quảng trường còn cho thấy những người đi bộ từ quảng trường quốc gia đến các bậc thang của tòa án tối cao vào thứ sáu một số hát thánh ca dọc đường một vài người vẽ cờ và dấu hiệu của Trump giữa biển biểu ngữ chống phá thai khi còn đương nhiệm tổng thống Donald Trump đã ký một số chính sách nhằm cấm và hạn chế phá thai khi còn đương nhiệm tổng thống Donald Trump đã ký một số chính sách nhằm cấm phá thai và hạn chế phá thai một số thành viên của một nhóm có tên mặt trận yêu nước đã tham dự họ mang theo khiên và áo khoác có phù hiệu của nhóm và nâng biểu ngữ có nội dung gia đình mạnh tạo nên quốc gia vững mạnh. Trong khi đó, các nhân viên cảnh sát bao vây nhóm này tạo khoảng cách giữa họ với những người xem. Phá thai từ lâu đã là một vấn đề gây chia rẽ chính trị ở Hoa Kỳ, với việc những người phản đối việc phá thai lo ngại về việc bảo toàn sự sống khi thụ thai, còn những người ủng hộ quyền phá thai đứng về quyền tự chủ về cơ thể của phụ nữ. Trong những năm gần đây, các bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã có luật pháp và chính sách sửa đổi khiến phụ nữ khó phá thai hơn. Khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn tại Trung Quốc liên tục gia tăng, đang thách thức mục tiêu thịnh vượng chung do chủ tịch Tập Cận Bình đề ra. Tại diễn đàn Tân nông Thanh Hoa 2022 do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hồi đầu tháng, ông Ngụy Hải Hậu, giám đốc Viện Phát triển Nông thôn thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thừa nhận rằng khoảng cách thu nhập tuyệt đối giữa cư dân thành thị và nông thôn ở Trung Quốc vẫn đang gia tăng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở thành thị của Trung Quốc là 43.834 nhân dân tệ trong khi thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở nông thôn chỉ là 17.131 nhân dân tệ, khoảng 2.703 đô la Mỹ. Theo tính toán của ông Ngụy, để mức thu nhập bình quân ở nông thôn bằng với thành thị ở thời điểm hiện tại cần ít nhất 10 đến 13 năm nữa. Ông Trần Tích Văn, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cũng thừa nhận rằng làm thế nào để thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa cư dân thành thị và nông thôn là nhiệm vụ khó khăn nhất để đạt được thịnh vượng chung. Ông cho biết, dân số ở nông thôn Trung Quốc hiện nay là 770 triệu người, nhưng trên thực tế, 130 triệu người này không phải là nông thôn cũng không phải thành thị và họ không được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục và các dịch vụ công cộng khác như những người đô thị. Theo một loạt báo cáo về sự giàu có chung của Trung Quốc cho Ping An Securities công bố vào tháng 11 năm ngoái, tỷ lệ tranh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn của Trung Quốc là 2,6 lần, trong khi các nước khác trên thế giới về cơ bản thấp hơn 2 lần. Ấn Độ, quốc gia có dân số tương đương với Trung Quốc có tỷ lệ 1,9 lần trong khi các nước phát triển như Vương quốc Anh và Canada đều bằng một, cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn về cơ bản không tồn tại. Dexter Roberts, phóng viên cấp cao của Bloomberg, tiết lộ trong cuốn sách Trung Quốc cấp thấp xuất bản năm ngoái cho biết rằng, đến cuối năm 2020, có 285,6 triệu lao động nhập cư ở Trung Quốc, chiếm 1 phần 5 tổng dân số, họ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn là dân ngoại tỉnh, công dân hạng 2 ở thành phố, không được hưởng các quyền lợi xã hội mà dân thành thị nào cũng được hưởng. Trương Túc Điền, nhà bình luận chính trị với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nói với báo Epoch Times rằng sự phát triển về thu nhập giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc hoàn toàn là do chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tước đoạt đất đai của nông dân từ các công xã trong những năm 1950 và 1960. Đến những năm 1980, chính quyền giao lại một ít đất cho nông dân nhưng áp đặt nhiều hạn chế khác nhau. Sau năm 2000, họ đã thu hồi đất đai và tiến hành xây dựng đô thị. Quyền lợi của những người nông dân một lần nữa đã bị chiếm đoạt. Những nông dân bị mất đất không có lợi thế ở thành phố và rất khó để nâng cấp tầng xã hội của họ. Con cái của họ theo học tại các trường ở vùng ven, không khác nhiều so với các trường ở nông thôn. Họ làm những công việc mà người dân thành thị không muốn làm và thường là những công việc lương thấp. Trong một thời gian dài sắp tới, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn sẽ chỉ tiếp tục trầm trọng hơn. Đọc lại. Trong một thời gian dài sắp tới, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn sẽ chỉ tiếp tục trầm trọng hơn, chứ không cải thiện. Trương Túc Điền nhận xét. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã ra thông báo trừng phạt đối với ba doanh nghiệp Trung Quốc vì tham gia vào việc phổ biến công nghệ tên lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba doanh nghiệp Trung Quốc bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt bao gồm Viện Nghiên cứu số 1 và số 4 của Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc và Công ty Công nghệ Poly. Các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với các công ty này và các công ty còn của họ có nghĩa là các thực thể này không thể ký hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ và công nghệ của họ không thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Các công ty cũng không có quyền truy cập vào bất kỳ công nghệ nào của Hoa Kỳ. Tiền thân của công ty công nghệ Poly là tập đoàn Poly Trung Quốc, được thành lập vào năm 1983 bởi Bộ Tổng tham mưu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các sản phẩm của công ty Poly liên quan đến nhiều ngành thiết bị khác nhau như đất liền, đường biển, đường không, cảnh sát và chống khủng bố. Đây cũng là công ty quốc phòng quy mô lớn duy nhất của Trung Quốc có quyền xuất nhập khẩu toàn diện vũ khí và thiết bị. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu số 1 của Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc là cơ sở phát triển, sản xuất và thử nghiệm tên lửa. Còn Viện Nghiên cứu số 4, còn được gọi là Viện Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng Hàng không Vũ trụ, là viện nghiên cứu chuyên nghiệp lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc về thiết kế, phát triển, sản xuất và thử nghiệm động cơ tên lửa. Hôm thứ Sáu, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi được phóng viên Tân Hoa Xã hỏi về lệnh trừng phạt trên của Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết rằng, động thái của Mỹ là nhằm mục đích chính trị. Báo Taiwan News hôm 21 tháng 1 đưa tin, tại buổi lễ ra mắt vệ tinh mới, Trung Quốc đã khoe những bức ảnh chụp từ trên không về một số thành phố, bao gồm cả trung tâm thành phố Đài Bắc, khiến giấy lên lo ngại rằng cảnh quay có thể được quân đội Trung Quốc sử dụng. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 1, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA thông báo họ đã đưa vệ tinh viễn thám có độ phân giải cao nhất vào hoạt động. Theo truyền thông Đài Loan, trong khi hầu hết các bức ảnh cho thấy các thành phố của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Cáp Nhĩ Tân và Côn Minh. Một trong số đó là bức ảnh về thành phố Đài Bắc. Bức ảnh chụp từ trên không bao gồm các đường phố và địa danh như mái vòm sân vận động Đài Bắc, nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn và đường băng tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc. CNSA cho biết, vệ tinh được phóng từ một căn cứ ở tỉnh Sơn Tây vào năm 2020 và quá trình thử nghiệm hoàn thành vào tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safechat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Kính thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.